Đô, đô, rê, đô, si, là tay trái. Nốt đô, ngón số 5 vào ngay vị trí của nốt đô, tay phải. Giòn đô, ở đây là tay trái bắt đầu vào nha. Trái nốt pha. Câu 2 luôn nè. Là, re, re, mi, re, đô, si, son. Re, mi, re, đô. Chỗ này là 4 nốt móc đơn đàn nhanh luôn. 2 nốt một phách. Re, mi, re, đô, si, son. Rồi, tay trái luôn. Là, rê, tay trái cũng là rê, là rê, rê mi, rê đô si, thì tay trái là son nha. Rê, lại câu 2, hai tay nha. Câu 3, son mi, mi chúng ta để ngón số 4 để chúng ta đàn tiếp được nốt pha là ngón số 5 nha. Son mi mi fa mi re đô là tay trái. Son mi thì tay trái sẽ đàn nốt đô nha. Fa thì trái chỗ này là fa. Lại câu 3. Câu 4, son son la, chúng ta sẽ chéo ngón số 2 qua nốt son. Son son la, re, si, đô. Son son la, re, si, đô, tay phải. Tay trái. Fa, re, son, đô. Bây giờ mình đếm hai phát, chúng ta bắt đầu nha. 1, 2. Nhanh hơn một chút xíu nha. 1